của anh Duy. Thì theo em cảm giác như những món ăn Hàn Quốc nó khác biệt với khi mình ăn ở đây. Thứ nhất là cái không khí, bởi vì là khi mà đối với một người mà đi ăn nhiều như em thì em cảm thấy là ngoài cái món, ngoài cái khẩu vị, ngoài cái món ăn ra thì cái không khí cũng rất là ảnh hưởng đến cái vị giác của mình nữa. Thì một phần là người ta nói là tâm lý, thì khi mà mình đến Hàn Quốc thì cái không khí nè, cái cách phục vụ của họ cũng làm cho cái món ăn nó đặc biệt hơn ở Việt Nam. Và một điều nữa là những cái nguyên liệu, những cái gia vị không phải là nguyên liệu nào, gia vị nào cũng có thể nhập về Việt Nam một cách tươi mới và một cách chuẩn như vậy được, thì món ăn nó cũng thay đổi cái khẩu vị tùy theo cái nguyên liệu đó. Thì về cái mà phần mà như anh Duy hỏi là món nào làm cho em ấn tượng nhất, thì em nghĩ là những cái món hải sản ở bên Hàn Quốc, nhất là cái món cá mặt quỷ ha. Thì cái món đó, cái tên nó có vẻ như vậy, nhưng mà cái thịt của cái con cá nó rất là ngon. Kiểu như em chưa bao giờ mà ăn cá mà cảm thấy là mình có thể ăn hết cả nguyên con như vậy. Bởi vì cái món, em nghĩ là cái con cá mặt quỷ nó không thể nào mà nhập tươi nguyên con về Việt Nam, như là cái cảm giác khi mà mình đang ăn ở Busan ở Hàn Quốc. Thì cái thịt đó rất là tươi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ăn với cái kim chi ở bển nữa. Và bên Hàn Quốc có một cái kim chi của bên Hàn Quốc rất là đặc biệt, bởi vì không chỉ là như cái vị chua mà mình đang ở Việt Nam, và bên Hàn Quốc là có sự họ có một cái cảm giác như kim chi rất là thấm và nó không bị quá chua, và đó là do thời tiết của bên Hàn Quốc và nguyên liệu ở lúc đó mới làm ra những mẻ kim chi như vậy. Dạ em xin hết ạ.